Bạn đang muốn sở hữu vòng eo thon thả nhưng ngại tập thể dục mỗi ngày. Vì vậy bạn đang tìm kiếm một phương pháp đánh tan mỡ bụng đơn giản nhưng lại có hiệu quả cao. Kem tăng mỡ bụng Dr. Spa Slimming Body Cream 300g chính là dòng sản phẩm mà chị em phụ nữ cần rồi. Kem tăng mỡ bụng này được đặc chế từ các thành phần có hoạt chất tự nhiên để đem đến hiệu quả cao và an toàn trong việc thu gọn vòng hai to béo. Công dụng của kem đánh tan mỡ bụng Dr. Spa Slimming. Kem đánh tan mỡ bụng Dr. Spa Slimming có thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên nên khá an toàn và hiệu quả nhanh chóng nên được nhiều chị em tin tưởng và lựa chọn. Trong sản phẩm có chứa các thành phần là những loại thảo dược được chọn lọc với công dụng đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Đồng thời, kem tan mỡ Slimming có kết cấu siêu mịn nên khả năng thấm sâu vào lớp mỡ dưới da tốt giúp người dùng đánh tan lớp mỡ thừa và làm da săn chắc. Ưu điểm khi sử dụng kem tan mỡ bụng Slimming. Kem tan mỡ bụng Slimming cho khả năng thẩm thấu sâu và nhanh chóng đem đến tác động mạnh mẽ bên trong vòng bụng ngấn mỡ. Chỉ cần một khoảng thời gian là bạn có vòng eo mong muốn. Sản phẩm an toàn, dễ dùng và có thể sử dụng tại nhà. Kem tan mỡ bụng Slimming có thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên rất an toàn cho người dùng và sản phẩm không gây nhạy cảm trên da, lành tính. Giá thành sản phẩm tương đối rẻ giúp chị em tiết kiệm được chi phí giảm cân. So với việc hút mỡ tại spa thì tiết kiệm được đáng kể. Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Tẩy tế bào chết cho vùng da bụng trước khi sử dụng kem tăng mỡ, bởi bước này sẽ giúp cho vùng da bụng trở nên thông thoáng và kem dễ dàng thẩm thấu vào da. Bước 2. Lấy một lượng kem vừa đủ lên trên vùng da bụng và lưu ý trong quá trình bôi mọi người hãy dùng các đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhẹ. Đồng thời kết hợp với các động tác massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút. Bước 3. Nếu có thể bạn hãy sử dụng thêm đai nịt bụng để bó sát vùng da bụng vừa được bôi kem. Bởi khi sử dụng đai nịt bụng này thì vừa có tác dụng định hình eo, vừa làm tăng hiệu quả khi sử dụng dòng sản phẩm. Bước 4. Sau khoảng 30 phút kể từ khi sử dụng kem tăng mỡ có thể tháo đai nịt bụng và tiến hành vệ sinh sạch sẽ vùng da bụng.